Tối qua, Bộ Y tế công bố 12.938 ca COVID-19, gồm 8 ca nhập cảnh, còn lại là ca mắc trong nước. Đáng chú ý, số ca mắc trong cộng đồng tăng cao hơn 7.000 ca. So với hôm qua, số ca mới có giảm nhẹ nhưng số ca tử vong lại tăng lên đến 190 ca, hôm qua là 148 ca. Tại thành phố Cần Thơ, số ca mắc vẫn còn cao, 1.072 ca, trong ngày có 377 ca được điều trị khỏi, nhưng số tử vong lại cao nhất từ trước tới nay, 8 ca. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn, Sở Y tế đã có văn bản hướng dẫn tạm thời về việc phân tầng điều trị tại một số bệnh viện để phù hợp với tình hình dịch bệnh. Trong đó, tầng 1 quản lý và điều trị F0 tại nhà do các trạm y tế lưu động, trạm y tế thực hiện. Đến hôm qua, số F0 cách ly điều trị tại nhà là hơn 8.900. Tầng 2 dành để điều trị bệnh nhân COVID-19 không đủ điều kiện cách ly điều trị tại nhà. F0 đang quản lý tại nhà có diễn biến dược khả năng chuyên môn của trạm y tế. Tầng này do các bệnh viện điều trị COVID-19 phụ trách với công suất 2.750 giường, đến hôm qua đã được lắp kính. Còn tầng 3 là tầng điều trị bệnh nhân COVID-19 với mức độ nặng, nguy kịch, bệnh nhân lĩnh vực chuyên khoa, bệnh nhân COVID-19 có bệnh lý cấp cứu kèm theo với công suất 350 giường, hiện đang điều trị cho 287 bệnh nhân. Trong số các bệnh nhân nặng, nguy kịch đang điều trị, có 88 bệnh nhân thở oxy qua mặt nạ, 21 bệnh nhân thở oxy dòng cao HFNC, năm bệnh nhân thở máy không xâm lấn và 22 bệnh nhân thở máy xâm lấn. Thành phố đang tiếp tục tập trung lực lượng khẩn trương truy vết, khoanh dùng, xét nghiệm cách ly các trường hợp liên quan đến ca nhiễm, đồng thời đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng và thực hiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn thành phố, đảm bảo nhanh chóng, an toàn.